Án mạng kinh hoàng, con gái đầu độc cha bằng cyanua rồi đốt nhà tạo hiện trường giả. Linh bắt xe từ Bà Rịa Vũng Tàu lên chợ Kim Biên ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh mua 1kg chất độc cyanua rồi về nhà hòa vào 3 chai nước cho cha mình uống. Sau đó, Linh mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân trong vụ án là cha ruột của Linh, ông Tống Hồng Đê, sinh năm 1968. Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày và bị cha ruột la mắng nên Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha ruột. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và gặp một người phụ nữ chưa rõ nhân thân lai lịch để mua 1kg chất độc cyanua với giá 500.000 đồng rồi bắt xe về lại thành phố Bà Rịa. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh mang theo túi đựng chất độc về nhà, hòa chất độc vào 3 chai nước rồi để lại vào trong tủ lạnh do biết cha mình thường xuyên lấy nước để uống. Khoảng 20 giờ 30 phút, ông Đê mở tủ lạnh lấy một chai nước và uống. Một lúc sau, ông Đê đi vào nhà vệ sinh nôn ói và chốt khóa bên trong lại. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi không còn nghe thấy tiếng ông Đê, Linh tin rằng cha mình đã chết nên bỏ đi ngủ. Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua. Nhà ông nội là Tống Văn Quang đưa ra thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên đột nhập vào nhà, dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho Linh đã biết việc đã giết ông Đê trả thù, sau đó đốt nhà. Nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triệu tập lấy lời khai đối với Linh và những người liên quan để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Linh khai báo bất nhất, nhiều điểm nghi vấn. Sau quá trình đấu tranh, Linh đã khai nhận hành vi đầu độc chết cha ruột rồi dựng hiện trường giả như trên. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.